chung quyết khống. Nhưng mà cái đó có xác nhận chính xác của thầy phải không thấy? Và cho xác thực hết rồi. Có thử hết rồi thầy. Thử hết rồi. Thì cái vấn đề này thì đó chính quyền ta trả lời, còn thầy chỉ có nghe theo những gì lãnh đạo phát ngôn và nói cái sự thật đó. Rồi kế tiếp nữa là cái tỉnh thác đó là trung tâm nuôi trẻ mồ côi chưa có giấy tờ là trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Kế tiếp là cái chùa đó và cái tỉnh thác đó là ông sư đó khờ thì khờ Phật, nhưng mà cách ứng xử và tu tập và ổng chưa có một người xuất gia cho ổng, rồi ổng cũng chưa có một lần là hiểu đạo và tu tập và khỏi dưới làm sư. Rồi ổng thì cũng còn ta cạo tóc thì phải cạo đâu, cũng để râu dài về xuống là không phải cái tập quán và phong tục, không phải đạo Phật. Đạo Phật thì không khởi nào cho để đâu. Nhưng mà cái đó đâu ảnh hưởng gì thầy, nếu mà ai làm sai thì ơn trên nhìn xuống. Không có sai gì trơn. Một là giờ mình thôi mình ngựa đời đi. Dạ. Đã nói được theo quy luật của đạo Phật là tu là phải cạo râu cạo tóc. Còn khi một trong hai mà mình không gọt bỏ được thì tất nhiên mình đâu phải là người tu. Dạ. Chứ thôi. Thì gì mà có ảnh hưởng bên đó, thấy mấy cái nhật nhỏ. Ảnh hưởng rất lớn trong cái sự tín ngưỡng tôn giáo. Nhẫn thà mình không phải là thờ Phật rồi không làm chùa. Thì không ai nói tới, còn nói đây chùa tỉnh thác đều giống nhau hết. Tỉnh thác cũng là một giấy phép, chùa cũng giấy phép, thiền viện cũng là một giấy phép, cốc cũng là một giấy phép, đền miếu cũng là một cái giấy phép. Tỉnh thác đó họ có xưng họ là chùa luôn hả thầy? Có xưng họ văn bản đầy đủ. Rồi nếu mà họ không dán bản thì họ đâu nói gì, họ ghi tên tuổi đầy đủ. Chùa thầy đầy đủ pháp lý, thầy là một lãnh đạo lớn nhất mà thầy còn khiêm tốn, tôi không có giấy tờ gì cả. Vẫn là dân thường. Không chi là mình cái tên cái tuổi cái gì mà quan trọng, cái tên chẳng qua mình để là thường gọi thôi. Giờ mình có đăng thì họ cũng biết, mà không đăng họ cũng biết. Giống như giờ thầy không đăng luôn, nhưng mà mai mốt đảng, lãnh đạo, chủ tịch, bí thư, các đại sứ quán và các cái tôn giáo và giáo hội đều phải về với thầy. Họ đến họ nhiệt tình bỏ tiền của vận động và xây dựng cho thầy luôn, thầy không cần xây luôn. Nhưng mà con cũng nghe coi YouTube nhiều, coi tại con cũng không có làm gì dịch này á. Rồi con nghe nói lộn lưng mà con đâu có thấy một giấy tờ nào chính xác đâu thầy, ghép họ vô lộn lưng. Cũng cái chuyện đó là cái chính xác mà nó nội bộ. Thì cái người đó bên đó người ta giải quyết vấn đề văn từ văn khư rồi kiện cáo làm sao mà nó quan đối với nhân phẩm với uy tín mình đó. Thì cứ mình về hành chính ta có người xét xử. Thì giờ mình cứ chiếu khi đơn từ và họ lên án. Bây giờ làm sao mà mình làm sao biện minh là mình không có lỗi đó, và mình nếu mà mình oan ức thì mình phải làm đơn từ mình kiện những ai nói xấu mình. Người ta chiếu theo giấy tờ và bằng chứng mà để giải quyết hành chính, chứ không có nói bằng miệng, nói bằng đơn từ. Thực ra là chưa có chính xác là biết họ làm không chính xác 100% rồi, kết luận luôn là ra tòa án luôn rồi, là có giấy loạn lương luôn hả thầy? Có không? Có bao giờ ai xác nhận? Ta thường thường giấy kết hôn thôi chứ làm gì có giấy loạn lương. Mình ăn ở sai thì cái đó tự mình phải chấp nhận. Dạ. Giống như giờ nam ở nhau, nữ ở nhau và vợ chồng ở nhau, bỏ ra xong lấy thằng khác. Thì cái đó đai chứng minh. Đó là không phải chứng minh là ta kêu khi có những hình ảnh và có những giây phút mình làm điều gì đó, có người là thấy trước mắt. Và cái người trong nội bộ của hai người ở nhau tự nhiên khui ra hết. Người đó khai. Lấy lời khai của người nhân chứng và vật chứng. Thầy là luật sư thì thầy lấy lời khai của bên người làm chứng và người vật chứng và người đang xâm hại và người đang bị hại, người bị can. Thực ra tại đất nước mình, mỗi đất nước có luật pháp, phải thầy có chính trị em dám nói. Nhưng mà thực tế mà nước ngoài kể cả thời xa xưa, phải không thầy? Là tức là nếu mà trong hoàng tộc là phải lấy với nhau, không được lấy ở ngoài. Hoàng thân mất tích mình chỉ lấy nhau. Hiện nay cũng còn một quốc gia, chắc cũng nhiều lắm mà con chỉ biết một quốc gia hiện nay là Do Thái thôi này. Do Thái là họ không bao giờ lấy người ngoài. Nhưng mà mình không nói. Dạ. Sống ở Việt Nam họ chỉ lấy trong dòng tộc của họ. Mình không nói cứ nước nào cả. Dạ. Giờ sống ở Việt Nam phải tuân thủ theo pháp luật. Thì con nói vậy đó. Sai theo pháp luật thì người ta điều tra. Dạ, dạ. Còn anh ở ăn nhà nước không bao giờ đề cập. Nhưng mà có người kiện khứ anh phải cách nói làm sao giải thích những gì mà họ nói anh có quan ức và anh có biện minh là cái đó đúng hay sai. Anh phải tự chấp nhận đó sai thì
anh ký sai mà đúng, anh nói đúng, người ta để người ta làm việc theo cái sự chứng cứ và lời khai chứ không có nói bằng cái miệng không. Con cũng rất là kính trọng thầy, coi mấy em YouTube quay thầy nói chuyện chuyện ngoài hài hước, bên cạnh đó tấm lòng thầy đó là chẳng qua là mà con thấy nhiều đài, nhiều cái báo đăng thầy, thầy bị, con xin phép hỏi thầy bị cơ quan pháp luật ở địa phương mời, thầy có thật không thầy? Thì cái việc thì có kiện có hưa rồi họ đánh đập thầy, tất nhiên người ta hỏi cái sức khỏe thầy ra sao, rồi thầy có làm đơn kiện lại họ hay không. Thầy nói dù hoàn cảnh như thế nào thầy cũng nhịn và không kiện không hưa, tự trên họ thấy được những hình ảnh đó, họ tự phán xét đúng sai. Dù con người thầy lo tu mà, mục đích của mình là tìm con đường giải thoát và giác ngộ, và mục đích của mình tu chứ không phải mà tới ngày cứ tranh chấp lên tòa án hay công an cứ mời tới. Tại công an thứ nhất do họ không có tu và họ không hiểu đạo và họ không làm lãnh đạo được. Khi lãnh đạo ông sư chạy giấy phép cũng nhờ người đời chạy, rồi ông sư tu thì công an lãnh đạo chủ tịch xã không được phép mời thường xuyên và không được tham gia những cái gì nó của xã hội, mà chỉ có là chủ tịch xã trực tiện cần gì đến trao đổi hỗ trợ thầy về giấy tờ về mặt hành chính, rồi trao đổi coi thầy tu tập như nào rồi.